Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay nhà bếp 89 tiếp tục giới thiệu đến các bạn một dòng áp suất của Fisler. Fisler thì chia ra nhiều dòng. Dòng này thì là thuộc dòng VitaQuick của Fisler. Dòng này gọi là dòng ngon bổ rẻ nhất của Fisler đấy. Cái dòng này thì là được ra mắt năm 2021. Cái bản này là bản nâng cấp của dòng VitaQuick thường. Đây nó gọi là VitaQuick Green, đây màu xanh. Nó có cái thay đổi gì? Đầu tiên là được tặng thêm cái sừng này. Cái dòng thường thì ngày xưa thì không có. Cái sừng này thì mua ở ngoài nó từ 800 đến 1 triệu. Cái thứ hai là thay đổi cực kỳ, gọi là có giá luôn. Đây, đấy là cái đáy của nó. Đã được sử dụng đáy Cookstar, là dòng đáy cao cấp nhất của Fisler. Ngày xưa nó là dòng đáy thường, chứ không có các gạch như này đâu ạ. Đây là đáy Cookstar. Nó hơn rất là nhiều vì đáy nó rất là dày và rất là nặng. Nó phân phối nhiệt đều hơn các dòng đáy thường. Đấy là hai cái thay đổi của dòng VitaQuick. Còn lại kiểu dáng thì nó cũng không khác nhiều. Có thay đổi thêm cái màu ở đây thôi. Ngày xưa nó là dòng màu blue. Dòng này thì được sản xuất trực tiếp tại Đức. Đang gồm hai size. Nhà bếp 89 đang phân phối hai size đấy ạ. 4,5 lít và 6 lít. Đây ạ, sản xuất trực tiếp tại Đức này. Made in Germany này. Logo Fisler này. Size này. Chất liệu thép này. Gọi là mức áp suất là 150 kPa này. Sản xuất này tuần thứ 50 năm 2021 này. Dòng này rất đẹp, giá lại cực kỳ hợp lý luôn. Cái dòng này thì nó chỉ có một nấc thôi chứ nó không có ba nấc như dòng VitaVit Premium hoặc là hai nấc như dòng VitaVit Comfort đâu ạ. Đây, gọi. Sao gọi là một nấc đây ạ? Nó chỉ có một cái này thôi. Chứ nó không có nấc xoay 1 2 2 đâu. Cái này vào cái là nó áp suất luôn. Rất là nhạy. Cơ bản là rất là dày dặn, rất là đẹp. Giá thành hợp lý mà lại được sản xuất trực tiếp tại Đức. Mà chất lượng thì cực kỳ ngon luôn. Toàn bộ cái này được tháo ra được hết nhé. Đây nó cũng có van ba nấc này. Được gọi là cái vạch báo áp này. Mình như này là vạch báo áp này, chứ không phải van. Con này thì cũng lưu ý sử dụng như cái con VitaVit thôi. Thì đầu tiên cách đóng nắp này. Đây nó có chấm này. Đây nó có một cái chấm này. Hai cái này thẳng nhau này. Cứ thẳng nhau là nó xuống luôn. Đóng này. Nghe đến tạch cái là được này. Cái này từ màu đỏ này. Nó chuyển sang màu xanh này. Đấy. Là đã khóa này. Cái thứ hai là khi nó nhô áp như này này. Đủ áp. Đến như này là nó báo đủ áp này. Thì mọi người cho nhỏ lửa giúp em. Cho nhỏ lửa để chỉ giữ như này từ 5 đến 10 phút tùy từng thức ăn nhé. Cái thứ ba vệ sinh thì tháo hết cái này ra. Tháo, rửa hết cái này cũng tháo toàn bộ được hết. Cái này thì hơi khó tháo một tí, dùng tô vít thì tháo được ra thôi. Đậy lại như này. Cái nồi này khi mới mua về ấy, thì mọi người đun cho em bằng nước trắng từ 1 đến 2 lần để cho cái gioăng này nó nở ra này. Khi mới mua về gioăng này nó chưa khít này. Nó sẽ có hiện tượng là không lên áp. Thì đun 1-2 lần cái gioăng này nó nở ra này. Nó sẽ lên áp ngay lập tức. Đây. Nói đến cái sừng này. Cái sừng này có thể đồ hấp rau củ quả mà không cần chạm nước nhưng vẫn dừ này. Rau thịt như thế. Cho ông đây. Đây ạ. Đấy lại. Tiếp tục một lưu ý khác là nó có vạch min và vạch mắc. Thì mọi người không đổ dưới vạch min mà không vượt quá vạch mắc của em nhé. Dưới vạch min thì nó không đủ áp, có thể cháy nồi. Quá vạch mắc thì nó cũng không gian tạo áp của nó ít, nó sẽ có bị trào, nó cũng không lên được áp đâu ạ. Cái cách xả của nồi này, cái nồi này thì hiện tại là có 3 cách xả. Một là để nó sẽ tự động xả áp, lúc nào nguội nó sẽ tự động xả áp, là mình sẽ mở ra ngay. Cái hay dùng nhất nếu mà cần vội ăn đấy là ấn vào đây giữ, bao giờ nó kêu cái tạch cái như này là mở được. Và lưu ý mọi người tránh cái tay ra đây, cái đường xả nó sẽ nằm ra đây,
áp cực kỳ lớn. Cái thứ ba là có thể xả trực tiếp dưới vòi nước, nó sẽ tự động xả áp ngay lập tức. Nhưng mà lưu ý của em cái này thì không nên dùng quá nhiều, nó sẽ con ngót sản phẩm con ngót nồi không tốt. Đấy, chỉ là những lưu ý nhỏ như thế thôi ạ. Xin cảm ơn mọi người.